những đường phố mang tên địa danh Hà Nội, Sài Gòn, Chợ Lớn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Đống Đa, đến con đường mang tên các nhân vật như Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi, Đỗ Hữu Vị, Giác Xanh, Pasteur. Những quảng trường mang dấu ấn Việt Nam ở Paris, Lyon, Marseille, đến các phố phường mang tên các danh nhân Pháp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt. Tất cả đã được nhà văn Trần Thu Dung gói gọn, tổng hợp, ghi vào cuốn sách Dấu ấn Pháp Việt qua tên những con đường mà bà đã dày công thu thập, ghi chép trong 10 năm qua. Hơn 200 con đường và địa danh của cả hai nước Pháp, Việt như minh chứng cho mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước trong 50 năm qua. Cuốn sách là một trong những công trình văn hóa có giá trị bằng tiếng Pháp và tiếng Việt của tiến sĩ, nhà văn Trần Thu Dung. Từng tên phố, tên quảng trường, nguồn gốc lịch sử đều được ghi chú tỉ mỉ. Những bức tranh, ảnh tư liệu quý minh họa kèm bản đồ vị trí địa lý giúp người đọc có thể tìm đến thăm nếu có dịp qua những địa phương ở Pháp hoặc Việt Nam. Tâm huyết ấy, bà đã dành chọn khi cuốn sách được in bằng hai ngôn ngữ Việt và Pháp, không những để bạn đọc hai nước cùng hiểu, mà còn giúp họ học ngôn ngữ của nhau. Theo nghiên cứu và sưu tầm của cô, thì hiện nay có bao nhiêu đường phố tên Việt Nam được đặt tại thủ đô Paris? Ở Pháp có những hơn 200 con đường liên quan đến Việt Nam. Và đó là một cái chứng minh, một mối quan hệ lịch sử rất lâu dài giữa Việt Nam và Pháp. Khi người ta gửi cho tôi một con đường Đỗ Hữu Vị, tôi giật nảy mình. Tại sao có những người Việt Nam lại cũng có tên trên những con đường? Và sau đó thì có những đường Sơn Tây, rồi đường Đống Đa, đường Hồ Chí Minh, đường Việt Nam Anh Hùng. Thì tôi rất là ngạc nhiên. Vì thế tôi quyết định là sưu tầm tất cả để làm một quyển sách. Theo nghiên cứu của mình, nhà văn Trần Thu Dung tìm hiểu, thời kỳ Pháp thuộc trôi qua đã để lại những dấu tích gợi nhắc ký ức. Trong đó, dễ thấy nhất là tên địa danh, đặc biệt là tên đường phố. Ngày nay, những dấu ấn ấy theo năm tháng có thể đã đổi thay, và không phải ai cũng biết về nguồn gốc lịch sử văn hóa đằng sau những sự kiện đó. Điều chăn trở này là lý do chính thôi thúc bà cầm bút để ghi chép lại ý nghĩa đằng sau cái tên của những con đường Pháp Việt. Công trình này nó đã thể hiện toàn bộ cái công phu, cái tính chất là nghiêm túc, khoa học của một nhà nghiên cứu. Bà phải là lục tìm lịch sử để diễn giải, giải thích được là cái tên ấy nó liên quan đến sự kiện lịch sử nào, nó phản ánh cái nội dung lịch sử nào. Đấy, thì cho nên là và những cái điều ấy được bà chú thích rất rõ rệt. Nếu mà ta đọc lại những cái trang viết của bà Thu Dung thì ta có thể như là ôn lại những cái trang sử về mối quan hệ Việt Pháp. Là tiến sĩ văn sử, rồi nhà nghiên cứu văn hóa, nhà văn, nhà thơ, bên cạnh đó cũng là một họa sĩ, bà tham gia tích cực ủng hộ cho các họa sĩ trẻ Việt tại Paris, cũng như đưa các nhà báo, sinh viên qua Pháp trao đổi văn hóa. Với bà, những hoạt động xã hội, những công việc giúp bảo tồn, tôn vinh văn hóa Việt và thúc đẩy cho sự phát triển cộng đồng người Việt tại Pháp luôn dành trọn thời gian và tâm huyết. Và chính việc đi nhiều, tìm tòi tư liệu, tra cứu lịch sử đã cho nhà văn Trần Thu Dung sự xác tín bên cạnh rất nhiều khó khăn mà bà đã làm trong suốt 10 năm qua. Tôi làm ngành điện lực. Trong những năm Việt Nam bị cấm vận, tôi luôn tham gia trong các chiến dịch kêu gọi giúp đỡ Việt Nam và hướng về Việt Nam. 10 năm qua, thông tin trong cuốn sách của bà Dung đã cho thấy ý nghĩa lịch sử, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước chúng ta. Nó cho tôi thêm động lực muốn về Việt Nam nhiều hơn nữa để đóng góp sức mình cho sự phát triển của điện lực Việt Nam.
Dấu ấn Việt Nam qua tên những con đường của Pháp là tên đầu tiên của cuốn sách được nhà văn Trần Thu Dung xuất bản năm 2014, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Pháp-Việt. Và chặng đường 10 năm tiếp theo, năm 2023, độc giả đã được chứng kiến quá trình sưu tầm, kiểm chứng dữ liệu và sự dày công tâm huyết của tác giả, khi bên cạnh một phần tư liệu cũ, bà đã bổ sung các con đường không chỉ ở Pháp mà cả Việt Nam trong tác phẩm mới lần này. Nếu như trong cuốn sách cũ chỉ có 199 con đường mang dấu ấn Việt Nam ở Pháp, thì ở tác phẩm mới, con số này đã lên đến 208. Trong đó, có 30 con đường mang tên Pháp ở Việt Nam. Với tác giả, quá trình viết luôn cần niềm cảm hứng và sự kiên nhẫn. Cảm hứng tạo nên động lực, kiên nhẫn để hoàn thành. Đặc biệt trong cuốn sách mới, dấu ấn Pháp Việt qua tên những con đường đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn vì nó mang tính chất lịch sử, mà lịch sử đòi hỏi sự chính xác và khách quan của người cầm bút. Con đường này được đặt biển tên biển phố ở đây vào thời điểm nào ạ? Cháu nhìn thấy 1973 thì không biết là nó có ý nghĩa như thế nào ạ? 1973 là một ý nghĩa rất quan trọng, là không những nước Pháp mình giúp đỡ khi mà để chúng ta ký được cái hiệp định hòa bình tại Việt Nam. Cho nên năm nay là năm kỷ niệm 50 năm là thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và đây là thành phố kết nghĩa với một quận Đống Đa của Việt Nam. Thành phố này là nó là Choisy-le-Roi là tên thành phố đầu tiên. Passage là cái đường mà chỉ được đi qua thôi, không ô tô không được đi qua, chỉ có người đi bộ. Nó xuyên qua từ cái đường này đường kia, nó cho người ta đi trong những cái khu mà chung cư lớn. Thực ra đây là một quận Đống Đa kết nghĩa với lại cái quận ở đây. Thì đây là một thành phố nhưng mà thực ra là một quận ngoại ô. Sau này bây giờ nó gọi là Paris thì nó gọi không gọi là Paris đâu, Paris mở rộng. Cháu đang rất là tò mò bởi vì là ở Việt Nam có rất nhiều tên, nhưng mà không biết tại sao là Pháp lại lựa chọn cái tên Đống Đa để đặt cho cái tên đường phố của mình tại nước Pháp ạ? Tôi nghĩ là rất đơn giản, bởi vì lúc đó họ sẽ hỏi thông tin là quận nào có thể kết nghĩa được, thì có thể Việt Nam mình đã lựa chọn cho họ một cái quận Đống Đa, thì họ hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng năm sau 1975. Cho nên đặt cái tên này rất nhiều ý nghĩa, và sự lựa chọn đấy tôi nghĩ là có hai bên có một cái sự ngầm hiểu với nhau là Đống Đa là chiến thắng. Những người dân sống ở tại khu phố như thế này, cô có tìm hiểu thì họ có hiểu ý nghĩa mà cái tên đường nó mang đến trong cái quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp không ạ? Thực ra cái con đường này tôi đi chưa bao giờ tôi gặp người cả, bởi vì đường ở bên này nó rất vắng, người ta cũng ít đi chơi. Bên mình thử hỏi những người đi qua xem sao, đúng không? Xin vous plaît. Rồi. Sống tại đây 5 năm, tôi biết tên con đường này có nghĩa là một trận chiến hào hùng của Việt Nam. Từ khi tôi đến đây sinh sống, tôi đã được biết rằng Đống Đa là một quận của Hà Nội và có kết nghĩa với thành phố này. Tôi không biết ý nghĩa tên của con đường này, nhưng tôi biết chắc rằng nó có mối liên hệ với tình hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam. Sau khi nghe giải thích của bà Dung, tôi đã hiểu. Tôi nghĩ lịch sử Việt Nam rất hay, mà đến bây giờ tôi mới được biết. Tôi nghĩ người Việt Nam có quyền tự hào về chính lịch sử của đất nước mình, và cả Pháp, Việt đều có niềm tự hào chung, và bây giờ là mối quan hệ hữu nghị bền chặt. Vẫn thầm lặng làm việc, tiếp tục đi tìm những dấu ấn Việt trên mỗi con đường khắp nước Pháp, như là trách nhiệm của một công dân, một người con đất Việt tri ân với quê hương. Những con đường mang dấu ấn Việt Nam và Pháp mà nhà văn Trần Thu Dung đã dày công khám phá sưu tập càng khẳng định cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Pháp-Việt trong 50 năm qua.